Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái dép thay kính cam con iPad Pro 12.9, con này đời 2020 nha các bạn. Đây bạn, con này cách xài bị vỡ kính cam, vỡ cái phần chụp cam mất tiêu luôn nha các bạn. Đây là cái phần kính cam mới của mình nha các bạn, hai kính cam mình đều có sẵn nha các bạn. Cái này thay mình chỉ cần dùng cái kính cam mới mình dán vô là mình ập vô là hoàn thành nha các bạn. Keo thì lúc nãy mình đã dán lên cái phần kính cam sẵn rồi nha các bạn. Keo thì mình dán cũng đơn giản thôi để cho đỡ mất thời gian các bạn xem á. Các bạn sau khi mình thay, mình lau vệ sinh cái đó là nó sạch sẽ đẹp đẽ lại nha các bạn. Các bạn đẹp kích nha các bạn. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn cái quá trình thay kính cam của iPad Pro 12.9 bên mình nha các bạn. Đó, các bạn nào mà trong quá trình xài, các bạn nào có là tay làm vỡ một kính cam của mình đó, các bạn hãy liên hệ bên mình nha. Tạm biệt các bạn nha, mình hẹn các bạn ở những clip sau nha.